Thầy xin chào tất cả các em. Bây giờ thầy cho chúng ta bước vào tiết thể dục nhé. Nội dung tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung. Trước khi vào tiết học, thầy cho chúng ta cùng nhau khởi động nhé. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân sang ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Thầy cho chúng ta vừa thực hiện xong bài khởi động. Bây giờ thầy và các em cùng nhau ôn lại các động tác của bài thể dục phát triển chung nhé. 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, động tác phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Động tác thứ 7, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thầy và các em cùng nhau ôn lại một lần nữa các động tác của bài thể dục phát triển chung. 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Động tác thứ nhất, động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4, động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, động tác phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Thầy và các em vừa ôn lại các động tác của bài thể dục phát triển chung. Các em nhớ tập luyện thường xuyên để rèn luyện sức khỏe. Thầy chào tất cả các em.